Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình là Ngọc Long Gaming Minh đây. Sau một thời gian khá là bận rộn ấy, thì giờ mình đã quay trở lại làm video cho anh em xem. Ok, hôm nay thì mình sẽ dẫn anh em đi đua tiếp. Đây là trong cái hoàn cảnh là tôi vừa mới đi học về đây anh em ạ. Đó, giờ bây giờ tôi sẽ xuống dưới kia để lấy xe. Đấy, hội anh em của tôi đang đợi ở dưới kia. Đó. Hội bạn của tôi ở nó ở dưới kia kìa. Đó, anh em thấy chưa? Tôi sẽ xuống nói chuyện với chúng nó luôn. Qua đây thì tôi cũng cảm ơn tem của bạn Phạm Thành Phan, Nguyễn Công Tuấn và Nguyễn Minh Quân nha, đã gọi là gửi xe qua page cho mình để mình làm những video chất lượng cho anh em xem. Ok, cảm ơn rất là nhiều. Rồi, giờ vào việc chính luôn đây. Hey, mấy em cu, giờ về thôi chứ nhỉ. Hôm nay chúng ta sẽ làm một chuyến thật dài nào. Lên đường thôi. Thank you.
Ok, đến đây thôi. Tôi sẽ kết thúc chuyến hành trình của mình tại đây. À, tôi còn một video nữa quên chưa đăng. Tôi sẽ cho vào video này luôn. Thôi, bye anh em nhé. Hẹn anh em ở những video sau.